Ôn tập chương 2. A. Câu hỏi 1. Xem các hình 156, 157, 158 và trả lời các câu hỏi sau. A. Vì sao hình 5 cạnh GHIKL hình 156 không phải là đa giác lồi? B. Vì sao hình 5 cạnh MNOPQ hình 157 không phải là đa giác lồi? C. Vì sao hình 6 cạnh RSTVXY hình 158 là một đa giác lồi? Hãy phát biểu định nghĩa đa giác lồi. 2. Điền vào chỗ trống trong các câu sau. A. Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác N cạnh là góc A1 cộng góc A2 cộng 3 chấm cộng góc N bằng mở ngoặc N trừ 2 đóng ngoặc nhân 180 độ. Vậy tổng số đo các góc của một đa giác 7 cạnh là 3 chấm. B. Đa giác đều là đa giác có 3 chấm. C. Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều N cạnh là tử số mở ngoặc N trừ 2 đóng ngoặc nhân 180 độ chia mẫu số là N. Vậy số đo mỗi góc của ngũ giác đều là 3 chấm. Số đo mỗi góc của lục giác đều là 3 chấm. 3. Hãy viết công thức tính diện tích của mỗi hình trong khung sau. Các em nhờ giáo viên hướng dẫn về hình vẽ. B. Bài tập. Bài tập 41. Cho hình chữ nhật ABCD gọi HIEK lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC hình 159. Tính A. Diện tích tam giác DBE. B. Diện tích tứ giác EHIK. Bài tập 42. Trên hình 160, cạnh AC song song với cạnh BF. Hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD. Bài tập 43. Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O cạnh A. Một góc vuông XOY có tia OX cắt cạnh AB tại E, tia OY cắt cạnh BC tại F hình 161. Tính diện tích tứ giác OEBF. Bài tập 44. Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO. Bài tập 45. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia. Bài tập 46. Cho tam giác ABC gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng 3/4 diện tích của tam giác ABC. Bài tập 47. Vẽ 3 đường trung tuyến của một tam giác hình 162. Chứng minh 6 tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.